How are you today? Ngọc Diệp. Hi, how are you today? Ngọc Diệp có nghe cô bảo không? Em có. Minh An. Hello, Minh An. Hello, Minh An. Bạn Minh An có nghe con nói không? Có. Có. What weather are you? What weather is there? What weather is here? Thời tiết bên em có vẻ là lạnh lắm nhờ. Vâng. Where did you live? Minh An, where do you live? Minh An đâu rồi? Cô đang hỏi thăm sức khỏe mà không trả lời à? Nào các bạn vào học, các bạn bật cam lên cho cô nha. Lúc nào cô hỏi thì nhớ bật mic lên trả lời. Đừng để lâu quá, rất là mất thời gian. Ok. Hôm qua chúng ta học được học cái gì nhỉ? Hôm qua chúng ta học được cái gì nào? Bạn nào nhắc lại cho cô nào? Chị Dũng. Bạn có mời bạn thì dùng nào. Bạn thì dùng bật mic lên trả lời cô nào. Vừa mới học hôm qua xong hôm nay đọc quên chưa nào. Bạn thì dùng bật mic lên nào. Bạn thì dùng không nghe cô nói hả? Thế bạn Hồng Tiến nào? Em có. Nhắc lại cho cô hôm qua chúng ta học gì nào? Em cho cô là học từ mới á. Em có thể nhắc lại cho cô một số từ mới mà hôm qua em bây giờ em còn nhớ nào. Em cho cô là photo, bếp, xe và bơi. Yeah, good job. Anyone else? What else? Có cái gì nữa không?
Yes. Yes. À, muốn hỏi cái gì đó ở đâu thì chúng ta hỏi như thế nào nhỉ? Không Tiến, muốn hỏi cái gì đó ở đâu thì em hỏi như thế nào? Nào, Hùng Tiến bật mic lên trả lời cô nào. Đang trả lời cô sao lại tắt mic? Con đang mở cửa cho bà. À, ok. Thế thì bạn Ngọc Diệp nào. Bạn Ngọc Diệp hãy nhắc lại cho cô nào. Bạn Ngọc Diệp hãy nhắc lại cho cô, nếu như muốn hỏi cái gì ở đâu thì em sẽ hỏi như thế nào? Thì cô là Where? Em muốn hỏi cái bút của em ở đâu thì em sẽ nói như thế nào? Where is the face? Where is the pen? Ok, thế bây giờ em hãy phân biệt cho cô bốn cái đại từ chỉ định là this, this, that, these và those. Khi nào thì chúng ta sẽ dùng this? Khi nào nhỉ? Hôm qua cô đã nhắc cho các bạn rồi đúng không? Khi cái vật đó như thế nào em? Đồ vật ở gần. Ít hay là nhiều? Ít là... Good job. That? That là đằng kia. Có bao nhiêu cái? Có... hai cái. Are you sure? Are you sure? Có một cái thôi, một cái đằng kia, ok? Còn these. Còn these. Là ở đây, ở gần nhưng mà nhiều cái. Còn those là ở đằng đằng kia và nhiều. Ở đằng kia là gì? Và nhiều thứ ạ. Yeah, good job. Ok, cô nhắc hai bạn Nguyễn Thành Long và bạn Nghiêm Thị Minh An. Hai bạn có thể bật cam lên cho cô được không? Cô nhắc một lần nữa là bạn Nguyễn Thành Long và bạn bạn Minh An có thể bật cam lên cho cô được không? Cô đang bật cam mà. Bật cam mà. Bạn Minh An bật cam hả? Vâng. Nhưng mà trên màn hình của cô không thấy nhỉ? Em thử bật lại cho xem. Em tắt đi rồi bật lại. Ok, bây giờ cô mới thấy em bật cam này. So we want to learn lesson 2. Can you see my screen? Can you see my screen?
bạn thấy màn hình của cô chưa? Các bạn đã thấy màn hình của cô chưa? Năm bạn trong lớp mình đã thấy màn hình của cô chưa nào? Bạn Trí Dũng. Bạn Trí Dũng ơi, bạn bật mic lên nói cho cô xem nào. Đã thấy màn hình của cô chưa? Để cho cô bắt gì nhỉ, tiếp tục dạy chứ. Nếu như các em chưa thấy màn hình của cô mà ví dụ các em không có sách thì làm sao mà cô biết ở đâu cô dạy được, đúng không? Bạn Thành Long. Bạn Ngọc Diệp ơi. Dạ. Em ở trong lớp này đúng không? Vâng. Thế lúc nãy giờ cô nói gì nhỉ? Cô nói các bạn mở cam với lại là xem cô đã chiếu màn hình chưa? Thế trong lớp này bao gồm có em, đúng không? Thế tại sao lại không bật mic lên trả lời? Vì chúng ta để câu hỏi nhiều cho nên là kéo dài thời gian, cho nên là cái việc học của chúng ta sẽ bị gián đoạn. Khi mà cô cần sự giúp đỡ của các bạn, tức là hợp tác với cô đúng không? Rồi cô với trò chúng ta mới học được đúng không? Thì lúc đấy các bạn phải hợp tác với cô để không bị kéo dài thời gian nữa, được chưa? Các bạn đợi cô một chút nha. Các bạn đã nhớ chưa? Khi mà cô hỏi để cho các bạn trả lời thì các bạn phải bật mic lên trả lời nhanh chứ đợi cô kêu từng bạn một như thế rất là mất thời gian. Ok? Lesson 2, look, listen and repeat. So now we listen. Look at my screen or your book and listen, then you read. Sorry. Can you hear that? Class, can you hear that? Bạn Minh An. Cô mời bạn Minh An nào. Dạ. Em làm gì đấy? What are you doing?
Con không làm gì. You can hear what I say. You can hear what I say. Okay, Hùng Tiến. Em có. Okay. Can you hear what I say? Okay, Minh An, turn up some mic. Hùng Tiến. Bạn Hùng Tiến bật mic lên trả lời cô nào. What are you doing? What are you doing? Okay, Nguyễn Tiến Dũng. Có mời bạn Nguyễn Tiến Dũng nào. Có mời bạn Nguyễn Tiến Dũng nào. Okay. Có mời bạn Nguyễn Thành Long nào. Con với cô cho cô đọc, cho con đọc. No, no. What are you doing? Sorry, what are you doing? Em đang làm gì đấy? Em không biết ạ. Em đang làm gì đấy? Em đang lấy sách học ạ. Em đang học bài đúng không? Vâng. So I say, I ask you. Class. No. No. Sorry? I said, not you said. I say. Not you say. I'm a teacher. So you are a student. Yeah? So I asked you, what are you doing? Why don't you hear me say? So I asked you, can you hear that? Cô bảo cả lớp là các bạn có nghe cái bài mà cô mở ra cho các bạn nghe để các bạn có thể lát nữa đọc không? Tại sao không ai bật mic lên trả lời? No. Em không nghe thấy. Em không nghe thấy. Thế bây giờ em nghe thấy chưa? Chưa. Em chưa nghe thấy, làm sao em trả lời cô? Em không nghe thấy gì. Bây giờ cô gọi Hùng Tiến, em đã nghe thấy giọng cô nói chưa? Em nghe thấy nhưng mà bài cô bật em không nghe thấy. Bây giờ cô bật lại nhá. Em đã nghe thấy chưa? Em chưa. Thế thì lúc có hỏi em đã nghe thấy chưa thì cả lớp, nếu như chưa nghe thì cả lớp phải bật mic lên bảo là em chưa nghe. Hoặc nghe rồi thì bảo nghe rồi, được chưa? Cả lớp đã hiểu chưa? Cả lớp đã hiểu chưa? Rồi ạ. Ok. Cô sẽ bật lại cho các em. Lesson 3.
Activity 1. Listen and repeat. Can you hear that? Can you hear that? I need you turn on your mic and answer me. Okay? Say yes or no. With no joke. Say yes or no. Yes or no? Yes. Yes. Okay, thank you. Page 18. Unit 13. Where's my book? Lesson 1. Page 20. Lesson 2. Look at your activity 1. On my screen. Look, listen, and repeat. A. Where are my posters, Mum? I don't know, dear. Look in your bedroom. B. Oh, they're under my bed. Thanks, Mum. Okay, so we only listen one time. And then you read. Okay, so I want to pardon someone to read this. Nguyễn Trí Dũng, one more time. If you don't answer me, you can go out. Okay, Ngọc Diệp, please. Where are my poster? Where are my poster, Mom? I don't not foot hopper. Now you can repeat to me. Poster. 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 Okay. Keep on. I don't. No. I don't know. I don't know. It dear. Dear. Look in your bedroom. Oh. Red. Okay, can you repeat to me? I don't know, dear. Can you repeat to me? Ngọc Diệp? Can you repeat to me? Yes or no? Yes. Okay, so turn on your mic and repeat to me. I don't know, dear. I don't know, dear. 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 Look in your bedroom. Look in your bedroom. Your. Your. Your, not you, okay? Oh, there, there, under my bed. Oh. Right, yeah, under my bed.
There. There. Thanks, Mom. Thanks, Mom. Okay, thank you. Practice my yourself, okay? Practice yourself. Hùng Tiến, please. Hùng Tiến, please. Em tôi cô là Rose. Okay, thank, sorry. Right. What's your name? Hùng Tiến, please. Yeah. What's your name? What's your name? Yeah. I asked you, what's your name? What's your name? No. Yeah. What's your name? What name? No. Ở bên em hình như làm cái gì hơi ồn đúng không? Sếp. Em thấy sắp xếp lại cái không gian học của mình. Hùng Tiến ơi, em phải sắp xếp lại cái không gian học của mình thật là yên lặng để học nhá. Vâng, bên em đang mưa. Em làm gì ổn đấy? Ở bên em làm gì ổn đấy? Bên em đang mưa. À, bên em đang mưa, thế em vẫn nghe cô nói bình thường đúng không? Vâng ạ. Okay, thank you. Can you read that? Em có thể đọc cho cô được không? Okay, sorry. Tùng Dương, please. Where are my posters, Mom? I don't know. Dear, look in your bedroom. Okay, picture B, please. Oh, they are under my bed. Thanks, Mom. Okay, thank you. Nguyễn Thành Long, please. Con cô là. Bố em cũng mới đọc chữ đấy ạ. Yeah. Em đọc lên cho cô nào. Em đọc lên cho cô đi, Thành Long. Nhưng cô em không đồng chữ đấy ạ. Em nói gì á? Em thưa cô em không đọc được chữ đấy ạ. Em không đọc được chữ đấy. Ok. Where? Where? Keep on. Where are my? Cô đang học gì à? Lên đi ăn lên phòng. Đi vào học của mày không nhé. Poster. Poster. Mom. I don't know. Dear, okay. Dear. Look in your bedroom. Okay. Oh, là có học class chưa anh Tùng?
How? Oh. Oh. Yeah. They are. They are so in there. On, no, my bed. Under. Under. Under my bed. Thank you. Okay, not thank you, not thank you, it's thanks. Thành Long, please. It's thanks, not thank you. It's thanks. Mm-hmm. Oh, okay, thank you. Oh my God. So, Nguyễn Trí Dũng. Không biết là em có nghe cô nói không nhỉ? Bạn Trí Dũng, bạn có nghe cô nói không? Okay. So when I ask you, okay, so so now I ask you some question. Okay, can you tell me? Okay, look at the picture A. Look at the picture A. Can you tell me where are the chairs? Where are the chairs? Where are the chairs? Tùng Dương, please. Where are the chairs? No, answer me. Look at the picture and answer me. Where are the chairs? Where are the bed? Mm-hmm. Where look are at, the bed? Sorry. Look at the picture A and answer my question. I asked you, where are the chairs? So you answer me the chair. The chairs are there? There are table. What table? You can see near. There? There are table. Near the table. Okay, near to the table. Where are the chairs? Cô đang hỏi là những chiếc ghế đó thì đang ở đâu đúng không? Những chiếc ghế đó ở đâu thì các bạn nói là nó ở bên cạnh cái bàn đúng không? Near là bên cạnh, okay? And so now you look at the picture B. Picture B. Can you tell me where are the balls? Where are the balls? Where are the balls? Ngọc Diệp, please. Em tưởng cô là... Where are the balls? Where are... Please answer my question, not repeat that. Answer my question. Don't repeat that. Please. Các bạn trả lời câu hỏi của cô, đừng có nhắc lại cái câu hỏi của cô. Cô đang hỏi là nhìn vào bức tranh B. Nhìn vào bức tranh B ấy và nói cho cô biết những quả bóng thì ở đâu nào. Những quả bóng thì ở đâu?
Under là gì? Under bed. Yeah, là under ở trong. Ở gì? Ở bên ở dưới. Ở bên dưới được chưa? Near là ở bên cạnh. Under là ở bên dưới. On là ở trên. Behind là ở, ở đằng sau. Okay? You know that? Focus on my screen and what I say. You can repeat that again. Where are the balls? You can answer again. Em có thể nói lại cho cô xem nào. Trả lời lại nào. Under the bed. Okay, thank you. And so now, can you tell me where are the picture? Where are the picture? Look at the picture C and tell me where are the picture. Minh An, please. Dạ. Where are the picture? Can you see the picture C and tell me? We have three picture on the picture, okay? And so you can tell me where are the picture? Cô là nó ở trên bức tường. Yeah, so can you speak English? Can you speak English? It's noisy. So you can't focus on learning. Nào, trả lời cho cô nào. Ở cái không gian của các bạn học sao ồn thế? Ồn thế thì các bạn làm sao mà tập trung được? Nếu bạn không ồn thì bạn lại im, tắt mic im lìm lìm luôn. Không biết là bạn Tùy Dũng bạn đang làm gì nhỉ? Bạn có nghe cô nói không hay là cứ ngồi chơi như vậy? Ngồi chơi hay ngồi học đấy Tùy Dũng? Để cô nhờ thầy sang gọi phụ huynh của em thử sao? Cô hỏi lại một lần nữa, bạn Nguyễn Tùy Dũng có mặt ở đó không? Có nghe cô nói không? Hay để cô nhờ thầy Giang gọi điện cho phụ huynh xem như thế nào? Không trả lời đúng không? Các bạn đợi cô một chút nha. À ok. Cô sẽ không tốn thời gian của các bạn đâu, cô sẽ gọi vào cuối giờ. Còn bạn bạn Minh An thì sao? Bạn trả lời cho cô nào. Bạn Minh An thì sao? Trả lời gì ạ cô? Trả lời nào. Where are the picture? Where are the picture? They are why? They are under why? The guard. Ok, chúng ở trên tường. Thế bây giờ nhá, câu hỏi các bạn là where are the coat? Where are the coat? Tùng Dương nào, có mối mình em nghe thấy thôi. They are behind the door. Ok, thank you. Behind the door. So now we are working pair. Bây giờ thì các bạn sẽ làm nhóm nhé. Các bạn hỏi và trả lời cho nhau. Bây giờ cô sẽ chia nhóm. Bạn Nguyễn Thành Long có ở đây không ạ? Bạn Nguyễn Thành Long có ở đây không? Em bật cam lên nào. Em bật cam lên nào. Em bật cam rồi ạ. Bây giờ có 6 bạn đúng không? Nhưng mà bạn Trí Dũng bạn ấy không bật mic lên để trả lời cô.
Vậy thì cô sẽ cho bạn Tùng Dương làm cặp với bạn Minh An, bạn Ngọc Diệp làm cặp với bạn Hùng Tiến và cô sẽ hỏi bạn Thành Long. Còn bạn Nguyễn Trí Dũng, lúc nào mà bạn nghe được cô nói hay là gì đó, hay là bạn nói cái gì, muốn ý kiến gì thì bạn hãy bật mic lên để nói cho cô biết. Nghe chưa? Cô mong là em nghe. À, bây giờ các bạn hãy hỏi và trả lời giống như cô lúc nãy hỏi các bạn ấy. Được chưa nào? Hỏi từng bức tranh một, bức tranh A, bức tranh B đến bức tranh D. Bức tranh D ấy. Hỏi gì? Hỏi cái gì nào? Câu hỏi đây và câu trả lời đây. Các bạn hãy thêm từ vào. Đây là những cái từ gợi ý. Các bạn hãy thêm từ vào và hỏi cho nhau. Bạn nào hỏi bức tranh A rồi thì lát nữa bạn làm cặp với mình sẽ hỏi bức tranh B hoặc C hoặc D, tùy các bạn, được chưa? Các bạn có hiểu biệt đề không? Ok. Yes. We have 5 minutes to practice yourself. Các bạn hãy sẽ có 5 phút để gì nhỉ? Lập sẵn cho mình những cái câu hỏi mà mình sẽ hỏi bạn. Ok. Bạn Nguyễn Thành Long đừng tắt mic, đừng tắt cam. Chúng ta sẽ có 5 phút để tự chuẩn bị cho mình các cái câu hỏi đấy. Các bạn nhớ cặp của mình chưa nào? Ok. Let's start. Have you finished? Have you finished? Các bạn đã xong chưa? Các bạn đã chuẩn bị xong chưa? Yes. Yes, okay. So the first group is Tùng Dương, please. Where are the chair? Okay. Bạn nào làm với bạn Tùng Dương? Nghe bảo làm với bạn Tùng Dương một cái là ao luôn. Không biết là bạn ấy thở gì. Cô có ăn thịt đâu. Nói sai thì cô sửa chứ. Thế thì bạn Nguyễn Thành Long nào. Bạn Nguyễn Thành Long hãy làm cho bạn, hãy làm cặp cùng với bạn Tùng Dương nào. Cô có ăn thịt đâu. Trả lời đi. Trả lời nào, Thành Long. Trả lời câu gì hả cô? Okay, so Tùng Dương, can you repeat that? Where are the chairs? Thành Long. Thanh Long trả lời nào. Anh Thanh Long ơi. Dạ. Bạn có nghe rõ câu hỏi của bạn Tùng Dương không nào? Không ạ. Bạn ấy vừa nhắc lại cho bạn rồi mà. Bạn ấy hỏi em là where are the chairs? Where are the chairs? Em hãy nhìn vào bức tranh đầu tiên nào.
đọc sách đúng không? Em nhìn lên trên màn hình của cô này. Where are the chairs? Where are the chairs? Where con mèo? Where con gái? Chỉ cho cô những cái ghế ở đâu nào? Bạn Thành Long ơi. Dạ. Ừ. Sao cô kêu mà cứ giả thế không trả lời gì cả hả? Cô không nghe được ạ. Em nghe được mỗi tên em, còn lại những cái thứ khác em không nghe được á hả? Hay như nào? Thứ khác em không nghe được ạ. Thế bạn Tùng Dương bảo là làm cặp đúng không? Bạn Tùng Dương bảo là gì? Where are the chairs? Thì em sẽ trả lời như thế nào? Lúc này cô đã làm mẫu cho các bạn tất cả các cái câu hỏi trong đấy rồi mà. Nào hãy trả lời nào. Hãy nhìn lên trên bức tranh của cô này. Em nhìn thấy màn hình của cô đúng không? Vâng ạ. Ừ. Thế em nhìn thấy bức tranh A không? Em có. Thế em nhìn thấy những cái ghế không? Em nhìn hơi rõ. Em nhìn rõ không? Có. Ok, có rõ đúng không? Rất là to luôn đúng không? Cái ghế thì ở đâu nhỉ em? Cái ghế thì ở đâu? Ở bên cạnh cái gì? Cái bàn ạ. Ok, vậy thì em hãy nói cho cô cái câu. Những cái ghế ở bên cạnh cái bàn nào? Có từ gợi ý là từ near. Near là ở bên cạnh. Còn table là cái bàn đúng không? Wow. There. Ok, there là thay thế cho những cái ghế đúng không? Bây giờ em phải lắp thành câu nào. There. Near. 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 There. The table. Ok, thank you. And you asked Tùng Dương, please. Bây giờ em hãy hỏi bạn Tùng Dương nào. Em hãy hỏi bạn Tùng Dương bức tranh BCD, bức tranh nào cũng where được. Where are the... There. Em hỏi bức tranh nào nào. Em hỏi bức tranh nào. Con tụi cô là bức C ạ. À? Bức tranh C, em thấy những cái gì đây nhỉ? Em thấy những cái gì đây? Bức ảnh ạ. Bức ảnh, vậy thì những bức tranh đúng không? Thế thì những bức tranh tiếng Anh là gì? Bức tranh tiếng Anh là gì nhỉ? Pic. Pic, pic gì nhỉ? Butcher. Yeah, picture. Thế thì em lắp thành câu nào. Where? Where are? Where are? There? The. Lắp vào, lắp vào. There? Vừa nãy bức tranh là gì? Vừa nãy bức tranh là gì nào? Pic. Picture đúng không? Vừa nãy có phải em biết bức tranh là picture đúng không? Có phải không? Thành Long? Không, không ạ. Thế bức tranh tiếng Anh là gì? Picture ạ. Ừ, thế picture là gì? Tranh ạ. Bức tranh là gì? Picture ạ. Ok. Bây giờ em hỏi là những bức tranh đó ở đâu thì em nói như nào? Where? Where? Where là ở đâu đúng không? Tiếp theo là gì nào? Where
Where are the picture? Okay, thank you. Where are the picture? Remember that? Tùng Dương, please answer that. They are on the wall. Okay, thank you. Thank you so much. And so now is group Ngọc Diệp, please. Ngọc Diệp and Ngọc Diệp and Ngọc Diệp và gì nhỉ? Tùng Dương. Are you sure? Bạn Ngọc Diệp và bạn bạn gì? Tùng Dương ạ. Lúc nãy có phân em với bạn Tùng Dương hả? No. Em nhớ nhầm rồi. Hùng Tiến. Lúc nãy có phân em với bạn Hùng Tiến. Đấy, học tập trung chưa? Hùng Tiến nào? Ok, Ngọc Diệp answer or question. Bạn Ngọc Diệp sẽ hỏi hay là trả lời? Trả lời ạ. Ok, so Hùng Tiến ask her. Bạn Hùng Tiến hãy nọ hãy hỏi cô lại cô xem nào. Đây apple. Câu hỏi mà em đó là câu trả lời rồi. Câu hỏi mà. Where are the? Em muốn hỏi bức tranh nào? Hỏi bức tranh nào? Con đang ngủ mic, bạn kia đang ngủ. Bức tranh của các bạn. Bức tranh gì đó em? Tranh A. Ok, bức tranh A. Vậy thì Where are the... Cái ghế là gì nhỉ? Con đưa cô nàng lẹ. Chairs. Ok, where are the chairs? So Ngọc Diệp answer him. Đấy. 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 10 giờ. Đấy. Bên cạnh cái bàn thì nói như nào em? They near the table. Oh my god. Why you don't know that? I asked Tùng Dương the first. I asked someone the first, and so now it's you. Lúc này có hỏi rất là nhiều bạn trước rồi mà sao đến bây giờ vẫn không trả lời được nhỉ? Okay, so Ngọc Diệp ask and Hùng Tiến answer. Bây giờ thì Ngọc Diệp hãy hỏi và bạn Hùng Tiến trả lời nào. Where are the piece? Yeah. Ở trong bức tranh nào? Em hỏi bức tranh nào? Em hỏi bức tranh đi.
Em hỏi bức tranh B thì em phải nói là cái gì ở trong bức tranh B chứ sao lại where are the B? Where are the? Bức tranh B có gì nhỉ? Có cái gì? Ở bức tranh B có gì nào? Quả bóng đúng không? Em có thể nhìn thấy á. Em có thể nhìn thấy cái tay này họ chỉ dưới giường không? Có nhìn thấy không? Thế thì em sẽ hỏi cái gì nào? Where are the balls? Where are the balls? Balls. Ok. Hồng Tiến. Thưa cô là... They are... Ba. Nào chúng ta đọc nào. Đây. Đây, nếu như nó viết, nếu như nó viết là gì? They are. They are thì chúng ta đọc là they are. Còn nếu họ viết tắt như chúng như thế này chúng ta đọc là gì? Là gì nhỉ? There. There. Ok. Ok, đừng có they are mà there. There. Ok. Ok. They are. Nếu như không đọc tắt thì ta cứ đọc cả ra nó. Cả nó ra là gì? They are under the bed. Ok. Nó ở giường. Có mỗi cái bài này cô làm rồi, các em làm lại mà đâu như thế này. Ok, thank you. And so now we are listen and number. Các bạn nhìn lên màn hình và lắng nghe để cô bật cái file nghe cho các em nghe cái bài này, rồi các bạn hãy điền số vào nhé. Ok. Yes or no? Can you hear me? Class, can you hear me? Class. One class, can you hear me? Can you hear me? Tùng Dương. Tùng Dương ơi. One B. No. No. Why? Why you know one B? I haven't let you hear that. Cô vẫn chưa cho em nghe mà tại sao lại điền là B được? Cô hỏi là cả lớp đã sẵn sàng nghe chưa? Yes. Chỉ cần trả lời yes hoặc là no để cho cô biết các em sẵn sàng chưa chứ tại sao lại im lặng như thế? Yes. Ừ, đừng có gật đầu nhá. Đừng có gật đầu, hãy nói yes hoặc no. Nhớ may mà cô bật loa thì các em chưa nghe thì làm sao mà cô biết được. Cho nên là cô phải hỏi trước khi mà cô cho các em nghe. Hiểu chưa? Page 20. Lesson 2. Activity 2. Point and say. Mm-hmm. Sorry. Where are the chairs? It's not break it. Page 21. Lesson 2. Activity 4. Listen and number. 1. Where are my books? They're there on the chair. 2. Where are my books? They're here on the desk. 3. Where are my books? They're there on the bed.
4. Where are my books? They're there, under the desk. Ok, các bạn nghe rõ chưa? Các bạn ơi, các bạn nghe rõ chưa? Nãy giờ có nghe gì không? Yes. Có đúng không? Cô ơi, cho con nghe lại. Ok, tất nhiên là cô sẽ cho các bạn nghe lại rồi. Nhưng mà cô hỏi xem các bạn đã nghe rõ chưa? Nghe rồi đúng không? Listen one more time. Yes. Em thấy... Page 1. 2. Activity 4. Listen and number. 1. Where are my books? They're there on the chair. 2. Where are my books? They're here on the desk. 3. Where are my books? They're there on the bed. 4. Where are my books? They're there under the desk. Okay. Can you do that? Can you do that? Number one. A, B, C, or D. Okay. Ngọc Diệp, please. And to call C. C, okay. Number two. Tùng Dương, please. Term D. B. D. D, okay. Number three. Minh An, please. Con number three. Cô làm A. A? Okay, electric. And number four, this slot. Listen again and check. Page 21. Lesson 2. Activity 4. Listen and number. 1. Where are my books? They're there on the chair. 2. Where are my books? They're here on the desk. 3. Where are my books? They're there on the bed. 4. Where are my books? They're there under the desk. Okay, this is desk or bed. Tùng Dương. Number four. Number two is a picture D. All right, and you can say, you can see and guess that is the desk on the bed. Cái bức tranh cuối cùng đó là cái giường hay là cái ghế ở cái bàn hả em? Bàn. Bức tranh cuối cùng là cái bàn á? Cái bàn hả em? Có thể đó là cái giường mà. Em nhìn lại xem đó là cái bàn hay là cái giường? Giường. Chắc chắn chưa? Hay là đổi ý theo cô? Cái giường hay cái bàn? Bức tranh đầu tiên bạn Ngọc Diệp làm chính xác là gì nhỉ? On the chairs, đúng không? Vậy thì bức tranh thứ hai ở đâu nào? Chúng ta nghe lại kỹ hơn xem nào. Page 21. Lesson 2. Activity 4. Listen and number.
1. Where are my books? They're there on the chair. 2. Where are my books? They're here on the desk. Here. Here là ở gần hay ở xa nào? Here là ở gần hay ở xa? Gần. Ở gần đúng không? Thế desk là ở đâu nào? Bức tranh A. Chính xác là bức tranh A. Cái này phải là 2 này. Number 2. Ok. And the next one. 3. Where are my books? They're there on the bed. There. Ở gần hay là ở xa? Xa. Ở xa. Under desk or bed? On or under? Number D. 3. B or D? D. D. Okay, thank you. And the last one, let's see and check. 4. Where are my books? They're there. Under the desk. Okay, they're there under the desk. Number 4. Is correct answer. And number 2 or number 3 is incorrect answer. Okay, so now you read and complete. The first one we read. I want to read this. Tùng Dương, please. Can you read this? Hello, my name is Phong. Here is a picture of my room. This is my place, my clothes is on the bed. There are three balls under the bed. There are two chairs near the desk. There are four books and a photo on the desk. There are three pictures on the girl. Okay, thank you so much. Minh An, please. Dạ. This is where this is? Yeah. You read the paragraph, okay? Now, hello. Hello, my name is Phong. Here is my bedroom. Oh, my room. This is my bed. My quad is on the bed. They are the quad under a bed. They are two chat nine the deck. They are four book and a photo of the deck. They are the photo on the wall. Ok, bây giờ em hãy đọc theo cô những cái từ này nhé. Trước hết em hãy phát âm cái âm the. Nào, the. The. Lè lưỡi ra, the. The. Yeah. There. There. This. This. Those. Those. Now, here. Here.
Okay. Is. Eat. Is. Eat. Is. Eat. Okay. Hello, my name is Fong. Hello, my name is Fong. Is. Eat. Here. Here. Is a picture. Here is a picture. Here. Here. Nào, đưa cái miệng ra như giống cười ấy em. Cái miệng đưa ra như cười ấy. Here. Here. Yeah, good job. Đừng có here, here nhọn mồm lên nhé. Here. Here is a picture. Here is a picture. Nào, đưa miệng ra nào. Đừng có trúng miệng lại. Here. Here. Yeah. Here is a picture. Here is a picture. Good job. Of my room. Of my room. Of. 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 Okay, of my room. Of this my is room. My bed. This is my bed. Is my bed. Is my bed. Okay, đừng có it nhé. Is. Đừng có it. Is my bed. Is my bed. Uh-huh. My coat is on the bed. My coat is on the bed. There are three. There are three. There. There. Now, lại tiếp tục đưa miệng ra, đừng có trúng miệng vào. There. There. Yeah, good job. There are. There are. No, there are. There are. There are. There are. Em hãy đưa miệng ra cái từ there, cái từ there. 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 Yeah, there. Hãy cười lên giống như cười lên á. There. There. Uh-huh. Are. Are. Three. Three. Now, the. 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 Three. Three. Yeah, three. Three. Okay, tương tự như cái chữ the lúc này á, mà em đọc thành chữ the. The. Three. 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 E. Three. E. E. Three. Three. Đừng có u i mà e. Three. 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 E nào, đọc e nào. E. Three. Three. Okay. Balls. Board. Balls. Board. Now, the. Balls. Balls. Okay, under the bed. Under the bed. Okay, there are two. There are two. Chairs. Chairs. Near the desk. Near the desk. 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 Now, skirt, skirt, desk. 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 Có âm k, âm k sao nhé, desk. Desk. Đừng có phù hơi cái âm k sau. Các em, cô đọc ra để cho các em biết là có cái âm k ở đằng sau âm đuôi ấy. Được chưa? Desk. Desk. Okay. Em hãy đọc gì nhỉ? Cái những cái âm e á, thì em hãy đưa miệng ra, em đừng có trúng miệng vào, okay? Desk. Desk. Okay, thank you. There are four books. There are four books. Okay, book. Book. Nhớ âm k đằng sau nhé. Books. Book. S nữa, books. Book. Okay, and. And. A photo on the desk. A photo on the desk. There are three posters. There are three posters.
Poster. 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 Okay. On the guard. On the guard. Okay, thank you. Về nhà nhớ luyện đọc nhiều thêm nhé. Em đừng có trúng miệng vào. Em hãy đọc những cái âm cần đưa miệng ra thì em hãy đưa miệng ra nhá. Tiếp tục bạn Nam Phong nào. Bạn Nam Phong có nghe cô nói không? Bạn Nam Phong đâu rồi? Ok, con Nam Phong hãy đọc. Con không nghe thấy cô nói á? Có. Ok, bây giờ hãy đọc đoạn này cho cô nào. Con bị hỏng mic. Con bị hỏng mic nhưng mà con vẫn cô vẫn nghe con nói cho nên bây giờ con hãy đọc cho cô nhá. Vâng. Ok. Hello. My name is Phong. J-E-O. Big. Buồn rè. Oh my room. This is my bed. My class is on the bed. This is There are three. Cô nói gì? Cô không nghe rõ. Jeez. Nhưng mà cô vẫn nghe em mà nhỉ? There are three. Em bật mic lên đã, em bật mic lên đi. Ok, bây giờ em hãy đọc tiếp đi. Lát nữa cô lại sửa sau. Cô vẫn chưa nghe em nói. Cô vẫn chưa nghe em nói. No, no. Ok, ok. No, I don't hear you. Ok, bạn hình như là bạn Nam Phong mic bị hư rồi á. Cho nên bây giờ cô mời bạn khác lát nữa. Bạn Nam Phong nếu như có trở lại bình thường được thì cô sẽ mời bạn Nam Phong nhá. Bây giờ bạn Nam Phong hãy chỉnh mic của mình cho ok đi. Còn bây giờ cô mời bạn Ngọc Diệp nào. Hello, my name is Phong. This is picture. My room is my bed. My coat. It's on the bed. The bed. Under the bed. Keep on. Tiếp tục đi. Near the desk. The night book. And a photo on the desk. Yeah.
Từ nào con mắc em hãy nói với cô. Em không đọc được từ này hay em không đọc được từ kia, em hãy nói à, cô bảo cho em với. Chứ đừng có lặng im nhá. Gì nào? Đến từ nào rồi nào? Tree đúng không? Tree poster. Tree posters. Tree poster. Posters. Poster. Okay. Under. Under. On the girl. On the girl. Ok, bây giờ em hãy đọc cho cô những cái từ này này. Giống như bạn Minh An á. The. Nào, the. 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 Nhớ đưa lưới lên, đưa lưới ra. The. The. Ok, thank you. This. This. Those. Those. That. That. There. 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 Nào, tiếp tục theo cô đi. Ok. My name is Phong. My name is Phong. Here. Here. Is a picture of my room. Is a picture is my room. Of my room. Of my room. Of my room. Lúc cô đọc thì đọc lẹ lên, tại vì là không cô không nói nhiều được nhiều bạn như vậy đâu. Mỗi bạn như vậy cô phải sửa rất là nhiều mà, đúng không? Cho nên là đừng có để cô phải nói nhiều lần. There are two chairs. There are two chairs. Nào, there. 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 The. The. There. There. Đừng có rờ. The. 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 Đừng có rờ. The. The. There. There. Okay. There are two chairs. There are two chairs. Good job. Near the desk. Near. Near the desk. Near the desk. Okay. Four. Four. Four books. Four books. Okay, em đọc lại cho cô từ này nào. Yes. Yes, good job. Three. Three. Posters. Poster. On the girl. On the girl. Okay. Bạn nào nữa nào? Bạn nào muốn đọc nữa nào? Bạn Nam Phong đã sửa mic được cho em. Bạn Nam Phong đã sửa mic được chưa? Em nói to lên, em nói to lên. Em chưa, nhưng mà cô nghe thấy tiếng em rồi đấy. Ừ, em nói to lên, đừng có nói thầm. Em nói to lên, không phải nói thầm đâu. Cô nghe tiếng ồn sau bên em ấy, cô nghe tiếng ồn bên em cho nên là cô biết mà. Ok, cô sẽ lưu ý trường hợp này nhé. Với bạn Trí Dũng, với bạn Nam Phong này. Bạn mình... Ok, bây giờ cô mời bạn Hùng Tiến nào. Bạn Nguyễn Thành Long không biết là đi đâu rồi mà tắt cam như thế là Thành Long không? Em đây ạ. Đừng có tắt cam chứ. Bây giờ bạn Hùng Tiến nào. Bạn Hùng Tiến hãy đọc cho cô nào. Đọc cô nè. Hello my phone. It's from today. It's the picture.
Now, hello. Hello. My name is Phong. Name is Phong. There is a picture of my room. Of my room. This is my bed. This is my bed. My coat is on the bed. My coat on the bed. My coat is on the bed. My coat on the bed. There are three balls under the bed. There are three balls. Three balls. Under the bed. Under the bed. The bed. There are two chairs. There are two chairs. Near the desk. The desk. There are four books. Four books. Oh. And a photo on the desk. And a photo. On the desk. On the desk. The desk. There are three. Posters. On the go. Nhớ đọc lại cho cô cái từ giờ. Giờ. Luyện phát âm cho cô cái từ giờ nhé. Giờ. This. This. Giờ. This. Giờ. That. Giờ. Ok. Thank you class. Bây giờ làm bài tập về nhà cho các bạn này. Các bạn lắng nghe này. Tập trung lắng nghe này. Lớp đã nghe rõ chưa ạ? Lớp đã nghe cô nói chưa nào? Rồi ạ. Bây giờ các bạn về nhà hãy quay video và phát âm, luyện phát âm đọc lại cho cô cái bài này. Sau đó các bạn hãy trả lời cho cô 5 câu hỏi này. 5 câu hỏi này các bạn có thể viết ra giấy và chụp lên cùng với cái video đó, được chưa? Rồi cô sẽ tuần sau cô sẽ chấm điểm cho các bạn. Các bạn nhớ là quay video để đọc cái bài này. Và sau đó các bạn hãy làm bài tập trả lời 5 câu hỏi đó, rồi kèm theo video up lên trên cái face của nhóm học chúng ta, được chưa? Các bạn đã nhớ chưa? Yêu cầu là 100% các bạn phải làm việc, ok? Bây giờ thì bye bye các bạn. Bye bye class. Bye bye class. Bye bye. Bye bye.